Chào toàn thể anh em, thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Và cũng lưu ý cho anh em, cái phần mềm này có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại anh em nhé, như iPhone, Samsung, Oppo đều có thể là cài đặt được hết cho anh em. Thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Thì trước khi test, tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ hiệu quả và chính xác của phần mềm này của chúng tôi. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp này. Đề 4664 anh em nhé. Tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp thành con khác. Đấy, đã thành 7868 anh em nhé. Cực kỳ là chính xác. Thì đây là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài trên điện thoại. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo. Thì sau khi test thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em phần mềm với cách sử dụng của nó anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo. Đấy. Thì cách thức của nó cực kỳ đơn giản. Đấy. Bây giờ tôi sẽ ghi ở lô này 67 đi anh em nhé. 68 69 này nhân 1000 điểm anh em nhé. Đấy, nhân 1000 điểm này. Đề 70 này anh em nhé. Đấy, 6, anh em nhớ này, 67, 68, 69, 70 này. 70 nhân 1 triệu anh em nhé. Đấy, nhân 1 triệu này. Đây anh em này. Đấy, lô 67, 68, 69. Cái nick này anh em nhé. Cái nick Zalo là Vinh Trong anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, máy bị chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, gửi sang này. Ok. Vào lúc là 9:07 hôm nay. Đấy, nick Zalo là Vinh Trong anh em nhé. Anh em nhớ là nick Zalo Vinh Trong. Và cái thời gian là 9:07 hôm nay. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của người bị chỉnh sửa anh em nhé. Ok anh em này, nick là Cả Ngố anh em nhé. Lô 676869 nhân 1000 điểm. Đề 70 nhân 1 triệu anh em nhé. Đấy, vào lúc giờ này 9:07 ngày 29/8/2020. Thì thông thường anh em nhé, thì chủ lô họ sẽ copy và ok lại. Đấy, đây anh em này, copy và ok lại này. Đấy, anh em này, copy gửi lại, họ sẽ gửi sang. Đấy, họ sẽ gửi sang cho máy mình, máy phần mềm của mình anh em nhé. Đấy, tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh em này. Đấy, mình đã nhận được tin nhắn này anh em nhé. Thì trước khi chỉnh sửa, tôi cho anh em xem hai nội dung nick này, Cả Ngố và Vinh Trong. Đấy, thời gian vào lúc 9:07 hôm nay anh em nhé. Đấy, gửi đi. Thời gian gửi đi này anh em này là lúc 9:07, ok lại là lúc 9:08 anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, để đảm bảo cho anh em. Đấy, là khi mình chỉnh sửa con số thay đổi. Đấy, nhưng thời gian không thay đổi anh em nhé. Bây giờ là 3:29. Đấy, 3:29 anh em nhé. Đấy, thì là bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần mềm. Thì phần mềm này được cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em. Ví dụ anh em dùng iPhone hay là Samsung hay là Oppo, đấy, Vivo. Đấy, thì tất cả những dòng điện thoại đời cao là chúng tôi có thể cài đặt được cho anh em. Đấy, thì khi cài đặt phần mềm vào máy của anh em, đấy, thì anh em muốn chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, thì anh em có thể là áp cái số vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt. Đấy, rồi anh em gửi đi những nội dung gửi đi cho họ. Đấy, thì sau một thời gian hoặc là bất cứ lúc nào anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại phần mềm. Đấy, và anh em áp lại cái số điện thoại của người đó vào, rồi anh em thay đổi con số lúc trước. Ví dụ anh em gửi 1122 anh em nhé. Đấy, thì sau khi mà anh em không muốn 1122 thì anh em vào lại phần mềm. Đấy, thì anh em áp số điện thoại của họ vào và anh em sửa 1122 thành 4455
hoặc là con số mong muốn của anh em, em gửi lại cho họ thì bên máy kia nó sẽ tự thay đổi cái con số anh em nhé. Zalo cũng thế anh em nhé, anh em vào phần mềm anh em áp cái nick Zalo của họ vào đấy, rồi anh em gửi cho họ, sau khi anh em không muốn cái con số đó nữa thì anh em thay đổi theo ý muốn của anh em đấy. Thì bây giờ là 4:57 rồi anh em nhé, thì tôi để qua 5 phút đấy, 5:30 đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao cấp đấy, cài đặt trực tiếp vào máy của anh em. Thì với anh em trong nước đấy, anh em lên trực tiếp cơ sở thì chúng tôi có 2 cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông đấy, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình đấy, thì anh em vào cơ sở anh em cài đặt trực tiếp anh em nhé. Thì bây giờ đã qua 5:27 thì bây giờ tôi sẽ vào phần mềm tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trong khi chỉnh sửa anh em chú ý cái máy chủ lô này nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Thì là chỉnh sửa là cực kỳ là nhanh và đơn giản đấy. Anh em chỉ cần vào phần mềm anh em nhé đấy. Thì anh em thay đổi con số mong muốn của anh em là được đấy, anh em chú ý bắt đầu tôi chỉnh sửa này đấy, bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé đấy, ok đấy, thì tôi đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy độ chính xác và hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hai nick Zalo ra. Đấy. Đầu tiên tôi sẽ cho anh em xem cái nick này, Vinh Trong và Cả Ngố anh em nhé. Đấy, thời gian này. Đấy, anh em bây giờ anh em chú ý cái thời gian và con số này. Đấy, máy nó hơi mờ thì tôi sẽ để gần lại cho anh em này. 9:07 hôm nay này, 9:07 ngày 29 tháng 8 2020 anh em nhé. Lô đấy, đã chuyển thành là 14, 15, 16 nhân 1.000 điểm, đề đã chuyển thành con số là 17 nhân 1 triệu anh em nhé. Thời gian gửi lại copy lại của họ này vào lúc 9:08 đấy, mình gửi đi là 9:07, thời gian hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Đấy, con số đã được thay đổi. Thì với phần mềm này anh em nào có sân chơi, anh em tạo được sân chơi, anh em sử dụng phần mềm công nghệ của chúng tôi thì anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối đấy, anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.